Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Xanh. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về xe đạp đua Czech, một thương hiệu xe đạp nằm trong top xe đạp đua của toàn thế giới, để xem hiện tại Czech đang sở hữu những dòng xe đạp đua đường trường nào nhé. Và đừng quên đặt câu hỏi cho Xe Đạp Xanh ở phần bình luận nhé. Mỗi chiếc xe đạp đường trường từ Czech được thiết kế để mang lại hiệu năng tốt nhất trong dòng xe của mình. Từ những chiếc xe làm thủ công bằng carbon OCLV cực kỳ cao cấp, cho đến các mẫu xe với khung hợp kim nhôm alpha aluminum được tạo hình bằng công nghệ tạo hình thủy lực hydroforming và kỹ thuật hàn mượt tinh tế. Đây là những chiếc xe đạp đường trường cực nhẹ, cực nhanh, với lợi thế từ thiết kế tối ưu khí động học. Tất cả những dòng xe đua đường trường từ Czech đều có khả năng thể hiện hiệu quả trong nhiều tình huống và môi trường sử dụng khác nhau, từ đua lấy giải hay là chinh phục những chuyến touring dài ngày. Nhưng bản chất mỗi dòng xe đều được thiết kế để mạnh về một mảng đặc thù riêng, phù hợp cho mục đích, điều kiện thi đấu và ngân sách của người dùng. Xác định được đúng loại xe mình muốn chính là bước đầu tiên để chinh phục mục tiêu mà bạn đặt ra trong hành trình luyện tập với chiếc xe của mình. Đỗ mạn được thiết kế để mang lại cảm giác lái mượt mà và ổn định nhất có thể. Đồng thời, đây còn là dòng xe linh hoạt nhất trong tất cả các dòng xe đua đường trường của Czech. Đỗ mạn là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn di chuyển trên nhiều bề mặt địa hình khác nhau. Tổng hợp giữa cấu trúc khung Endurance tối ưu sự bền bỉ và công nghệ giảm xóc iSoft Speed độc quyền của Czech, bộ đôi này tạo ra cảm giác lái thoải mái, ổn định và mượt mà. Trải nghiệm này thể hiện ở tất cả các điều kiện sử dụng, từ đường nhựa, đường mòn, vỉa hè gồ ghề, cho đến những cung đường ngoại ô xa xôi. Khoảng trống khung lớn cho phép người lái sử dụng được vỏ xe hông lớn hơn và tùy chọn thắng đĩa góp thêm phần biến đỗ mạn thành một sản phẩm tối ưu cho các tay đua gravel. Dòng xe đỗ mạn có 4 phiên bản carbon và hợp kim nhôm, với tùy chọn thắng đĩa hoặc thắng vành. Ngoài ra, còn có dòng đỗ mạn cho nữ giới với những điều chỉnh về phụ tùng để hòa hợp với cơ thể nữ giới tốt hơn. Một số mẫu xe nổi bật như đỗ mạn An 2 2021, đỗ mạn Imunda. Imunda là dòng xe road nhẹ nhất của Czech. Nó được thiết kế để chiếc thắng trong tất cả các thể loại đua đường trường, đặc biệt là những chặng leo đèo hoặc nước rút. Nhờ vào trọng lượng cực nhẹ và khả năng vào cua tốt, mà khung xe Imunda được rất nhiều tay đua lựa chọn là chiếc xe chính của mình. Người dùng Imunda sẽ cảm nhận được góc độ ống đầu tạo ra tư thế mang tính tấn công nhiều hơn so với khi ngồi trên chiếc đỗ mạn. Đó là do Imunda sử dụng cấu trúc khung H2. Cấu trúc khung này cực kỳ hữu hiệu trong việc tạo ra khả năng xử lý tình huống linh hoạt, đồng thời cũng dồn trọng tâm người lái về phía trước để sẵn sàng cho những cú nước rút ngoạn mục. Imunda là chiếc xe đua hoàn hảo cho những giải đua nghiêm túc hay đôi khi chỉ là những chặng đua vui vẻ trong nhóm. Imunda được cung cấp với hai phiên bản, carbon và nhôm. Phiên bản dành cho nữ bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, và còn thêm cả tùy chọn thắng đĩa và thắng vành. Một số mẫu xe nổi bật như Imunda ALR4, Imunda SL5, Imunda SL6 Pro, Madon. Madon là chiếc siêu xe tạo ra bởi siêu công nghệ, được thiết kế để trở thành chiếc siêu xe aero nhanh nhất thế giới. Nếu bạn là một thành viên của mạng xã hội thể thao Strava và thích tranh giành thứ hạng Segment với các tay đua khác, hay bạn là vận động viên chuyên nghiệp, muốn bứt tốc, tách đoàn peloton để solo về đích, hoặc đơn giản bạn là một người yêu thích sự kết hợp giữa xe đạp và công nghệ đỉnh cao, Madon là chiếc xe dành cho bạn. Nếu đỗ mạn là chiếc xe êm ái, thoải mái nhất, Imunda là chiếc xe nhẹ nhất thì Madon lại là chiếc xe với hiệu suất khí động học cao nhất. Với công nghệ tạo hình ống khung KVF và hệ thống phụ tùng được thiết kế tích hợp một cách liền lạc vào trong khung xe, Madon nói một cách đơn giản chính là một lưỡi dao xe gió. Ngoài ra, cũng không quên đảm bảo sự thoải mái cho người lái bằng việc tích hợp công nghệ giảm chấn, top thúc iSoft Speed độc quyền, tương tự như trên dòng đỗ mạn, cho Madon. Ổ trục iSoft Speed tạo ra cảm giác lái mượt mà, hoàn hảo đến mức bạn chắc chắn sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ chiếc xe Aero Road Race Bike nào khác. Một số mẫu xe tiêu biểu như Madon SL6 Disc, Madon SL7 Disc. Chi tiết của những chiếc xe này, hãy cùng Xe Đạp Xanh tìm hiểu trong những video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Xe Đạp Xanh. Nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.